mới lạ, rất là ám ảnh, giật mình mấy lần và cảm giác rất là sợ hãi. Giật gân hơi hú hồn và mình phải che mặt thiệt. Hồi hộp gây cấn qua từng phân đoạn. Phải coi thì mới biết được là mình sợ đến như thế nào. Theo kiểu Việt Nam nhưng mà rất là chân thực. Nhất là những cái cảnh mà cho mắt rồi gần cổ. Ám ảnh mình từ đầu phim tới cuối phim. Rất là ấn lạnh. Không đâu hình là quá nể các anh chị các bạn. Ám ảnh không thua kém những phim của nước ngoài nha mọi người. Tất cả mọi người đều thật sự như một xác sống á. Lần đầu tiên mình thấy một cái hình tượng tinh vi mà mình hài lòng ở trên màn ảnh Việt. Rất là độc đáo. Số lượng quay hả? Rất là chỉnh chu. Với ở mức độ đầu tư phim ra Việt Nam tạo hình được như vậy là tuyến cho đó rằng là ngoài sức tưởng tượng. Đánh giá rất là cao vì cái sự nỗ lực của cả một cái tập thể đột phá. Rất nhiều những yếu tố về văn hóa của Việt Nam được cài cắm trong từng chi tiết của phim. Giống như là thiệt cũng hết hồn luôn á. Hơi máu me và ghê tởm. Từng nhân vật, từng vai diễn trong bộ phim này đã làm hết sức mình. Nó rùng rợn, nó gay cấn. Special effects rất là hay. Không hề sai một cảnh ghép luôn, cảnh thật thật. Đằng sau đó cũng là những câu chuyện về tình người. Xuyên suốt bộ phim đều là tình mẫu tử. Thực sự rất là xúc động. Cảm động về tình người ở bến Cù Lao này. Làm cho khán giả tò mò không biết gì biết tiếp theo là như thế nào. Mình nghĩ là mình sẽ mua vé đi xem thêm một lần nữa để nó có những cái cảm nhận chính xác hơn. Mình cũng chết vì sợ quá nên là thà mình chết luôn. Tập hợp được càng nhiều cái thanh niên ra trán càng tốt. Mình sẽ núp trong nhà rồi mình sẽ chờ người ứng cứu thôi. Mình sẽ cố gắng mình bơi ra khỏi cái Cù Lao đó. Em đâu biết bơi. Đợi sự cầu cứu từ những cái cơ quan chức năng. Nó sẽ càng đáng sợ hơn nếu mà zombie biết bơi. Giờ chỗ nào dạy học thuyền à? Nếu mà các bạn chưa có plans để cho những ngày dịp lễ chưa biết đi đâu thì mời quý vị hãy đến tham quan Cù Lao Xác Sống nha. Muốn coi zombie ở Việt Nam thì hãy trải nghiệm Cù Lao Xác Sống nha, ủng hộ phim Việt Nam. Có rất nhiều câu chuyện đằng sau. Xứng đáng cho quý vị khán giả để ra rạp để xem ủng hộ phim Việt. Có đầy đủ mùi, màu, vị, sợ, các kiểu đồ này kia trong bộ phim. Du lịch kiểu này thì nó cũng hơi điên rồ và quái đản ha. Do phim này bối cảnh ở miền Tây nữa, sông nước rất là tuyệt vời. Ở đó vui lắm. Ở đó có những cái xác sống rất là dễ thương, rất là tình người nha quý vị. Người dân Cù Lao đang rất cần mọi người đến để giải cứu. Lễ chiếu vào lúc ngày 1 tháng 9. Vào ngày 1 tháng 9. Kéo đông đông cho mọi người đến xem nha. Nhớ nha, hãy đến với bộ phim. Lễ này chưa biết đi đâu thì hãy ra rạp xem Cù Lao Xác Sống nha các bạn. Chính hay xác, đó. Chính xác cho mọi người. Dạ cảm ơn chị. Dạ, bây giờ mọi người dạ cảm ơn rất nhiều.